Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề gì. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi. Nghe lời Phật dạy nên thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông. Nếu thực hiện được với lòng, chính là chân thật ở trong trần này. Câu hỏi chưa được giải đáp lần nào. Thì để bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên như sau. Nhiều vị tiến sĩ, giảng sư, triệt phá thiền tông, sắp rơi xuống hầm 10 tỷ năm. Tại sao thầy lại từ bi kêu họ dừng lại? Họ nếu mà làm như vậy thì họ có biết ơn viện chủ hay không? Xin mời viện chủ giải đáp ạ. Cái này không có từ bi gì hết rồi. Tôi bổn phận tôi ra, phổ biến ra tôi phải thông báo vậy thôi chứ không có từ bi. Có nghĩa là tôi mở con đường thì tôi biết rằng chỗ nào bản cái gì gì tôi nói hết cho nghe. Thế giới vật lý này mình tu đạo Phật á, là nếu mà ở đây là tu theo quy luật vật lý, còn cái con đường mà nó đã phá thiền tông này trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã từng nói rồi, tội chửi Đức Phật không bằng phá cái pháp môn thiền tông này. Mà đặc biệt cái pháp môn thiền tông này về cái nhân quả sau cùng của nó đi xuống hầm 10 tỷ mà có con đường đi đó là ta phải đi qua 18 tầng địa ngục thì mới xuống được. Tôi có bổn phận thông báo vậy thôi, còn nếu mà nói là không có rồi thì cứ đi, đi thoải mái thôi. Rồi tới đó rồi nó sụp xuống ráng chịu chứ tôi không biết. Tôi có bổn phận là cái pháp môn thứ sáu này nè, tôi được phải, tôi có nhiệm vụ công bố ra và là tôi nói tất cả những cái gì mà nó xảy ra đến với cái đạo Phật Thiền Tông này. Vì đạo Phật Thiền Tông này nó xóa tất cả những cái mê tín dị đoan, từ tín ngưỡng tôn giáo, đạo giáo, tôi phải phân tích hết. Tôn giáo là cái gì? Đạo giáo là cái gì? Tín ngưỡng là cái gì? Thế giới này công thức đi như thế nào? Đạo Phật gọi là đạo công thức. Trên trái đất này không có cầu xin lại lục ai hết á. Là vì sao? Ngũ thú tập cư, loài thần quản lý tâm linh, loài người chịu trách nhiệm về nhân quả luân hồi, cô hồn phá, cô hồn tạo ra những cái ảo giác. Đó là ba cái đẳng cấp của cái thế giới này. Tôi công bố quyền ký, tôi có nói, tôi có bổn phận phải phân tích ra thôi. Còn ai nghe không nghe thôi. Còn cái chuyện mà đi xuống dưới hầm 10 tỷ đó, là những nguyên tắc cái thế giới này. Anh ở trên trái đất nhân quả cao nhất là 18 tầng nhưng mà nó hút được. Bởi vì nó quay mà nó quay đến hút ngược lại. Theo nhân quả luân hồi, còn đi xuống kia nó kẹt. Nó kẹt giữa cái đá nhân quả, cái đất nhân quả và cái đá đất chịu nhiệt. Thì nó cái ranh giới nằm ở chỗ đó đó. Nên tôi có bốn phần nói thôi chứ còn thực thật tôi không có từ bi gì đó. Đây là nhiệm vụ tôi nói ra cho nhiều người biết vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là kiếp trước của công chúa Hùng Thí Loan là giúp mở quyền ký của Phật Ca Diếp. Vì nhân duyên gì mà công chúa chưa trở về Phật giới, chưa trở về quê xưa của mình? Cái chuyện đó sao tôi biết? Cái chuyện đó là thời mấy ngàn năm trước thì ông Thích Ca hôm qua ông gửi rồi Long Nữ đưa đến là giờ bà đi, tôi cũng không biết nữa. Đưa tôi làm, còn bà chuyển đi đâu chuyện tôi đâu biết. Tôi chỉ là người nói cái dòng thiền tông này thôi. Nói dòng thiền tông này mà trong cái bài kinh mà 92 câu kệ của Đức Phật dạy về dòng chảy mạch nguồn thiền tông. Người có tâm lớn nói dòng Như Lai vậy thôi, rồi tôi chỉ biết nói. Bây giờ tôi đang nói và chuẩn bị kết thúc cái dòng này. Tôi chỉ nói thôi, còn cái chuyện mà quá khứ đừng có hỏi. Bởi vì làm sao tôi biết được? Tôi chỉ là người sống thật, diệt thật, hiểu thật tại đây thôi, hoàn toàn không. Nếu mà nói ngược lại thì tôi sẽ thành ra ông Mohammed. Đoán chuyện quá khứ vị lai không được. Rồi, hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Thái tử Tất Đạt Đa trao cho công chúa Hùng Thí Loan 5 quyển sách và dặn dò đọc cho đến khi kiến tánh. Vì lý do gì phải kiến tánh ạ? Bởi vì nguyên tắc cái thế giới này nè, là thế giới cái tánh của người nó quay theo quy luật vật lý.
nó không phát được cái chân thật, nó không thấy được cái chân thật, mà bắt buộc phải thấy bằng tánh Phật thì mới hiểu được cái gì mà ông Phật mới viết ra. Vì thế mà mình đã kiến tánh, mình hiểu rồi, năm quyển sách này quăng luôn, không cần xài thôi, muốn lấy lại. Tại vì ta hiểu được căn bản mà. Giống như bây giờ nè, những người mà ta đi học cũng chưa cộng trừ nhân chia đó, ta hiểu cũng chương rồi, đâu có còn cầm cái 212 nữa, không cần. Hỏi tới đâu trả lời tới đó. Có nghĩa là ta đã hiểu rồi, hiểu được công thức rồi. Anh muốn hỏi gì trong cửu chương, chính loại cửu chương, nói đâu ta trả lời đó, đâu cần cầm sách đọc. Thì cái quyển, cái Đạo Phật Tiền Tông này nó cũng nằm trong công thức này. Anh đã hiểu được công thức rồi, xin lỗi, không cần xài sách gì trò trơn. Từ giáo lý, quyền ký hay là Đức Phật dạy tu, bởi vì anh hiểu được công thức mà. Anh hiểu được công thức rồi, cái bằng cấp anh xẹp luôn. Giống như anh kỹ sư, anh tốt nghiệp xây dựng rồi, không cần cái bằng nữa, dẹp đi. Anh muốn làm gì tôi làm đây. Còn cái bằng đây là để trưng bày cho người ta biết rằng à, tôi là kỹ sư vậy thôi. Chứ sự thật, khi mà mình đưa vô thi công hoàn toàn không xài cái bằng này. Thì Đạo Phật cũng vậy, khi anh đã kiến tánh rồi thì cái chuyện kia là chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện giải đáp là dừng, cái chuyện quá khứ, vị lai, công thức này, công thức kia chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, không ăn thua gì hết. Mình mới hiểu cái Đạo Phật này nè. Đạo Phật, bởi vì tại làm sao tôi mới công bố ra cái vấn đề mà thập một ngu đồ. Một cái anh mà tu theo thế giới vật lý, anh tu từ cái con trâu đen nó dơ quá tu trở thành con trâu trắng, nó cũng là con trâu thôi, không giải thoát được. Còn nếu dụng công cũng vậy, dụng công từ một người niêm mật cho đến người không niêm mật thì nó trở lên sáng, cũng là con người tu thôi, làm sao giải thoát được. Đó, mình phải hiểu nguyên tắc này. Trong cái Thiền Tông nó có hai cái biểu tượng, một là thập một ngu đồ, hai là năm anh em mù rờ voi. Đây là cái biểu tượng của cái Thiền Tông mà Đức Phật đã dạy. Mà ai là không hiểu hai cái này, nhưng mà người ta không có giải mã được. Tại làm sao mà Đức Phật lại đưa cái hình ảnh này, mà nhiều vị thầy có tên tuổi vẫn nói tới cái chuyện này mà họ không hiểu cái đó là ông Phật nói ý muốn cái gì đó. Rồi bây giờ Thiền Tông Tân Diệu, chùa Thiền Tông Tân Diệu có cái bổn phận là phải nói ra rồi phải giải thích hết cho nghe ta nghe. Bây giờ tôi nói thật, cái chùa Thiền Tông Tân Diệu nó có cái nhiệm vụ là công bố pháp môn Đạo Phật Thiền Tông ra, mà công bố có bài bản đàng hoàng. Sách thì do nhà xuất bản Tôn Giáo cho xuất bản, nhà xuất bản Luật và nhà xuất bản Văn Học cho xuất bản, công bố được chính quyền ba cấp của tỉnh Long An và giáo hội hai cấp của tỉnh Long An cho phép công bố ra ngày 14 tháng 5 2017. Đây là cái luật pháp căn bản để mà nó vững vững cái pháp môn thứ sáu là Đạo Phật Thiền Tông này. Vì thế mà nhiều vị thầy không hiểu rồi chửi, nói là chùa Thiền Tông Tân Diệu là ma giáo tà đạo, sự thật họ không hiểu. Đây là nhiệm vụ tất cả những cái pháp môn mà tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, đây là nó tuần tự đi theo cái dòng đạo của Đức Phật dạy mấy ngàn năm về trước, không cần công bố. Mà tại sao cái pháp môn Thiền Tông phải công bố? Vì đây nó mới quá mà, nếu mình không công bố người ta tin rằng không, này không phải. Ủa, nếu mà không có, nhưng mà giờ mấy ngàn năm sau ai có nhiệm vụ công bố này? Long nữ có nhiệm vụ công bố, nhưng mà tuổi tác không cho công bố, thành ra phải để lại cho người con công bố. Nó có bài bản đàng hoàng, có bài bản dặn dò và truyền thiền một đứa con phải đứng ra đảm nhận cái chức này. Mà đứng ra đảm nhận này mà có chính quyền giáo hội làm chứng, chứ không phải tự nhiên ngồi đây nói đâu. Nó tự nhiên ngồi đây nói không có cái lực. Về pháp lý nó không đúng, mà về luật cũng không đúng, mà về tôn giáo cũng không đúng, mà về đạo giáo tín ngưỡng cũng không đúng. Bởi vì nó thành ra chùa Thiền Tông nó dựa làm cái gì, phải bài bản. Vì thế mà giáo hội Phật giáo khi mà cho công bố rồi, ổng hối hận, tôi bảo đảm ổng hối hận. Vì nó công bố quyền ký này, nó xóa, nó chuẩn lại, nó chuẩn toàn bộ cái hệ thống Phật giáo lại. Có nghĩa là bây giờ tất cả những người tu theo Đạo Phật là tu theo cái nhân quả luân hồi, không thoát ra được cái quy luật này. Mà Đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ, là hiểu biết, giải thoát, đi ra ngoài cái quy luật này.
Thành ra nếu mà này ra mình nó áp dụng đúng thì tất cả những người tu đạo Phật hoàn toàn là không giải thoát được. Không, tôi không phải là nói tu sai mà hoàn toàn không giải thoát được. Mà chỉ tu để lẩn quẩn trong trái đất này và tam giới trở lại thôi. Hoàn toàn con đường giải thoát bích không biết được. Là vì tại sao? Là cái con đường giải thoát vừa nói ra rồi chửi rồi. Tôi nói thật, giống như cái chùa giác ngộ đi, chữ giác ngộ rõ ràng mà ta nói giác ngộ cái chửi là sao? Rồi mấy cái chùa cái hiệu khác làm sao mà biết được? Như cái chùa Lăng Nghiêm thì nói về kinh Lăng Nghiêm, chùa Duyên Giác nói về Duyên Giác chứ đâu có nói giải thoát đâu. Chùa Bát Nhã nói về Bát Nhã chứ đâu có nói cái chùa nào giải thoát. Duy nhất có cái chùa giác ngộ mà tại cái chùa giác ngộ mà còn không dám nói thì thử hỏi vậy chứ làm sao? Cái chùa thường, chùa để chữ thường làm sao có chữ này? Mà ai không biết là chùa Phật là giác ngộ, là hiểu biết giải thoát ra ngoài cái quy luật này, nhưng mà họ không hiểu cái giải thoát là cái gì. Nghe nói giải thoát cũng nói giải thoát thôi chứ không biết giải thoát đi đâu. Giải thoát là giống như mình ở trong bão á, trong dòng bão mình phải đi ra có dòng bão mới giải thoát được, còn ở trong dòng bão nó quay hoài, cái gì nó cũng quay hết, thấy không? Nó khó là khó cho ra. Thì bây giờ Thiền Tông bắt đầu đi vào cái chùa kỳ cuối và tôi nói trắng trắng bóc ra hết. Ai hỏi đúng tôi mới trả lời, còn không hỏi tôi không trả lời, không đề cập đến. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là mong bác giúp cho cháu là có đầy đủ 5 quyển sách giống như lúc Thái tử Tất Đạt Đa đưa cho Long Nữ, có được hay không ạ? Cái này nhiệm vụ ai đấy làm chứ trời ơi. Mình đã người ta công bố ra rồi thì mình coi thôi. Bây giờ không phải 5 quyển sách, 6 quyển sách mà 11 cái quyển sách. Là tôi nâng cấp lên 5, 6 quyển, tôi nâng cấp thêm 5 quyển nữa thành ra 11 quyển. Thì mình nương theo đó. Nhưng mà mình nên nhớ rằng mình có cái khả năng này không? Mình theo này tưởng đâu mình dễ, không đúng khả năng mới được. Giống như mình có cái bóng đèn 220 mà giờ có điện 210 làm sao cháy? Để hỏi chứ làm sao mà cho tôi cháy? Thì làm sao mà nâng cái số điện này lên đứa 220? Cái số điện đó là cái gì? Là công đức. Anh phải tìm được cái này, tự động nó cháy cái đèn này. Rồi anh đúng cái tần số, tự nhiên anh bắt được cái này thôi. Chứ làm sao tôi nói, tôi chỉ có cái nhiệm vụ là phân tích thôi. Còn mình phải theo cái khả năng của mình. Giống như cái xe mình 4 chỗ thì chở làm ơn 4 người lên 5 người thôi, chở 15 người nó sập. Tự mình giết mình á, nó thiệt. Vô Thiền Tông mà nếu nó sai quy luật nó giết mình đó. Bây giờ tôi thấy nè, trên mạng có nhiều người thiền gia nói chuyện trên trời với đất không, giết nó thành là cô hồn. Thiền gia không có thể ngâm thơ nói cởi mà đi ra xưng này xưng kia được, giết thành cô hồn hết. Phật nhân biết thành thật cô hồn, thiền gia là bắt đầu Phật nhân đã có rồi. Mà tại sao mình không biết sử dụng mà giờ đi ra ngoài xưng này xưng kia thì nó biến gì? Phật cô hồn. Phải chú ý cái chỗ này. Rồi hỏi tiếp đi.